Và sau đây là có một câu hỏi, một số đồng bào hỏi tôi là tại sao tư bản xanh, tư bản đỏ, tài phiệt quốc tế cần phải đổ và tiêu thụ vũ khí thặng dư từ đệ nhất và đệ nhị thế chiến vào chiến trường Việt Nam, vào đất nước Việt chúng ta, và bắt chúng ta phải giết lẫn nhau. Tại sao họ phải làm như thế? Với cái dụng ý gì? Kính thưa đồng bào, câu trả lời rất dễ hiểu là họ phải tiêu thụ những vũ khí cũ kỹ thặng dư, hoặc là quả chẳng là có mới đi nữa nhưng mà còn thặng dư lại từ đệ nhất và đệ nhị thế chiến. Họ phải tiêu thụ cái đó đi thì họ mới có thể lấy tiền thuế của dân tộc ở tại đất nước họ, với một lý do là cần phải build, phải làm những vũ khí mới vì họ đã tiêu thụ hết những vũ khí cũ từ đệ nhất và đệ nhị thế chiến. Thế thì để được quốc hội ở tại đất nước của họ chấp thuận, bởi đồng tiền của những người dân làm cần cù đổ mồ hôi xót con mắt vì công bình bác ái thiện lành nhân bản, đồng tiền nó lấy ra xài là phải có lý do. Thành ra cái bọn khốn kiếp con buôn quốc tế ù lì bê trễ lười biếng hung dữ ác độc, chúng nó phải giằng cảnh với nhau để tạo ra chiến tranh, để tiêu thụ vũ khí thặng dư, nói hầu chúng nó mới có lý do đấu thầu những vũ khí mới, rồi từ đó chúng nó mới có thể tham nhũng được under table đối với những công ty nào mà làm những cái vũ khí. Và chúng nó đã chọn đất nước Việt chúng ta là nơi để mà tàn sát, giết chóc một cách tàn nhẫn, khốn kiếp, tàn ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại, để chúng nó sống phè phỡn, lười biếng đến giờ phút này, và chúng nó tiếp tục làm như thế. Và ở ở miền Bắc, phía cộng sản, miền làm cái bọn cộng sản, cái đám cầm đầu đó chứ không phải là dân người miền Bắc, cầm đầu bởi thằng Hồ Chí Minh, thằng quỷ Rau Xanh. Và bọn tài phiệt quốc tế cộng sản nắm đầu thằng Hồ Chí Minh, bắt nó phải vân phục và ký giấy nợ, vân vân và vân vân, mua vũ khí, quân trang, quân dụng thặng dư từ đệ nhị thế chiến và đệ nhất thế chiến, rồi gạt gẫm thanh niên thiếu nữ và người dân miền Bắc để đi vào miền Nam giải cứu, giải phóng người miền Nam, rồi giết chóc người miền Nam. Biết bao nhiêu thanh niên thiếu nữ miền Bắc bị chết, chết tức tưởi vì ai? Vì bọn quỷ Sa Tăng và quỷ Rau Xanh, bọn tư bản xanh, tư bản đỏ, và vì bọn quỷ Rau Xanh Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành. Đồng bào nghĩ ra trận Điện Biên Phủ là vinh quang lắm à? Không có đâu. Vô cùng nhục nhã và khốn khổ, kinh hoàng, mắt mù. Chúng nó gài bẫy. Chúng nó gài bẫy. Bắt thằng Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành gạt gẫm kêu gọi thanh niên thiếu nữ miền Bắc đánh biển người vào Điện Biên Phủ. Qua sách lược của bọn Tàu Cộng và bọn Cộng sản Nga Sô, để chi? Để gây hận thù, để bọn Pháp
và bọn tài phiệt quốc tế cắt đứt đất nước chúng ta. Và để chi đánh như thế? Để chi? Để bọn Tàu Cộng nó rảnh tay, đặng nó biêu vũ khí nguyên tử, vân vân, và đồng thời nó củng cố quyền lực của nó, quyền lực hung dữ ác độc của nó. Nó mượn bàn tay của thằng khốn nạn quỷ rau xanh Hồ Chí Minh và bọn đàn em của Hồ Chí Minh gạt gẫm, bắt buộc trấn áp thanh niên thiếu nữ miền Bắc, chết biết bao nhiêu người. Từ 45 cho đến, nhất là từ 45 cho đến ngày hôm nay, bọn Tàu Cộng bắt buộc thằng Hồ Chí Minh làm như thế. Và thằng Hồ Chí Minh chỉ biết vâng lời và đã sụp bẫy nó. Kính thưa đồng bào thương mến, giỏi miền Nam, một tổng thống giỏi giang Ngô Đình Diệm là một thánh hiền. Ông ta là một thánh hiền đúng nghĩa chứ không phải là thánh sống. Tại thánh sống á, nếu mà ông ta là thánh sống á, là ông ta sẽ nắm đầu những cái thằng tướng bất tài toa với mo đem ra xử bắn hết trước khi để cho chúng nó đảo chánh. Tại ông ta quá hiền. Chứ còn gặp tôi đó, tôi làm việc đó, là những cái thằng tướng mà những cái thằng mà phản quốc á, tôi xin phép đồng bào, trước tiên tôi xin phép cha trời thượng đế toàn năng cho phép, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Phật Việt chúng ta cho phép, cho chúng nó có cơ hội sám hối. Nếu mà không thật sự sám hối đó, tôi để cho đồng bào xử. Xử như thế nào? Tùy theo tội ác của chúng nó. Thưa đồng bào, Bảo Đại vua nhưng mà không làm được cái giống gì nên thân suốt cuộc đời của chúng ta, dưới điểm trung bình quá xa. Bị cái bọn Âu Châu, mấy cái thằng tham sân si hung dữ ác độc, cộng với những mưu mô hưởng thụ ác độc của bọn Tàu Cộng, chúng nó mở sòng bạc, đĩ điếm, động đĩ điếm ở đất nước chúng ta, hưởng thụ nhất dạ đế vương, đủ thứ trò chơi hưởng thụ, tội lỗi, tội ác. Bọn Tàu Cộng và bọn Âu Châu thời đó, trước khi Ngô Đình Diệm về chấp chánh, và chúng nó chỉ cần chung tiền, lấy tiền của sòng bài rồi chung tiền cho Bảo Đại sống ở nước ngoài. Vì thế Bảo Đại dưới điểm trung bình quá xa. Tôi chỉ nói một phần thôi. Người khờ nhất nước Việt chúng ta ngồi suy gẫm cũng biết tình thế dân tộc chúng ta là như thế. Và chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bị cái thằng em sất sược, ham ăn, ham uống, ham cặm là thằng Tàu Cộng. Đến nỗi bây giờ chúng nó khủng hoảng, dân số thì quá đông, đàn ông chúng nó đa số là sống, những thằng mà có quyền thế, tức là bóc lột của người khác, là sống theo cái lối băng đảng gangster. Và chúng nó coi chúng nó ngang hàng với Thượng Đế hoặc là hơn Thượng Đế. Và chúng nó ăn chơi thì thôi, tội lỗi thì thôi, đủ thứ đủ trò,
giết bao nhiêu trăm triệu thai nhi con gái, bây giờ chúng nó thiếu bao nhiêu trăm triệu đàn bà, và chúng nó toan tính sẽ đi đánh chiếm những nước khác để cướp đàn bà và chiếm đất người ta.